Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc hàng ngày trên kênh Chuyện Đàn Bà. Thưa quý vị, hạnh phúc gia đình là thứ tình cảm thiêng liêng, cao quý nhất đối với phụ nữ, nên họ rất ích kỷ để giữ gìn hạnh phúc của chính mình. Nhưng mà cũng có những người phụ nữ cũng vì muốn được hạnh phúc mà chấp nhận làm vợ lẽ của người khác và phải chia sẻ thứ tình cảm này. Nhưng mấy ai hiểu được tuổi phận kiếp vợ lẽ người ta, biết là kiếp vợ lẽ người ta sẽ bị xem thường và chẳng coi ra cái gì. Nhưng rồi cô gái trong câu chuyện dưới đây vẫn nhất quyết đâm đầu vào để rồi sập bẫy của bà vợ cả và nhận lại một cái kết đáng lòng. Để hiểu rõ chi tiết thì xin được kính mời quý vị và các bạn hãy cùng với chúng tôi lắng nghe ngay bây giờ nhé. Năm đó cô Thảo đã 42 tuổi, cả cơ quan không ai nằm trong đội ngũ hẹn hò tán tỉnh. Chữ ế to đùng gắn vào mặt tiền bao nhiêu năm nay thành quen. Nhưng cũng không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà sau cái ngày kỷ niệm thành lập cơ quan, người ta thấy cô hay qua lại với người đàn ông tên Tuấn đã có vợ. Hai con gái, một đứa con với vợ và một đứa con với bồ. Nhanh chóng cô và anh ta dọn về ở chung một tổ trong căn phòng tập thể chật hẹp do vợ chồng chị Tuấn cho mượn. Người ta bàn ra tán vào, ra do con để gái nó lừa, cái loại thì được mấy. Người trước cây gương còn đó mà dẫm chân vào. Vợ hắn tịt rồi, mục đích hắn chỉ đi kiếm con trai, yêu thương gì ai đâu. Thảo nghe thấy hết nhưng cô kệ. Ước mơ làm mẹ khiến cô bất chấp tất cả những lời đàm tiếu chướng tai kia. Những ngày vui vẻ không được bao lâu thì vợ Tuấn dắt con đến khóc đòi chồng về. Khi đó Tuấn vắng mặt, Thảo không biết phải nói sao, cứ quỳ xuống xin lỗi chị ta. Mẹ Thảo ở quê đến chơi, bực tức mắng con xa xả, cấm cô không được về nhà, làm mất mặt mọi người. Thảo toan tính nói Tuấn về nhà với vợ con, bởi cô chấp nhận thiệt thòi vì là người đến sau. Nhưng rồi đến một ngày khi biết đang mang bầu con trai, cô vui mừng với ý nghĩ tham lam, mong muốn mình sẽ có một vị trí trong gia đình Tuấn. Bởi Tuấn là con trai duy nhất, chỉ mới có hai con gái, mà nhà này nặng tư tưởng trọng nam. Lúc đầu khi đến với Tuấn, cô chỉ mong có một đứa con chứ chẳng nghĩ gì xa xôi. Nhưng tình thế bây giờ đã khác. Đúng lúc này, không biết Tuấn đã nói gì với vợ mà chị ta vui vẻ tiếp nhận Thảo trong một mái nhà. Người bạn thân của Thảo khuyên cô nên suy nghĩ kỹ vì đây là một việc mạo hiểm. Ở đời mấy người vợ nào chịu hy sinh như thế. Vậy nhưng những lời hợp tình hợp lý của vợ Tuấn khiến cô bị mê hoặc. Nhà mình hiếm người, có em về chị rất vui. Trong lúc mang bầu sống thế này không đảm bảo. Nếu là cô gái khác, anh Tuấn yêu chị cũng làm như vậy chứ không phải riêng em. Cô nghĩ chị ta mong làm tròn nghĩa vụ với tổ tiên, có người nối dõi, lại giữ được chồng, có thêm người chia sẻ việc nhà, chứ không có âm mưu gì đâu. Chứ nếu độc ác thì không để cô sống yên đến bây giờ. Và rồi ngày ấy cũng đến. Chọn được ngày lành tháng tốt, Thảo được đón về sống cùng với gia đình Tuấn. Cô vì con mình sẽ bất chấp hy sinh, chịu đựng tất cả. Cô sẵn sàng tâm lý đón nhận sự ghen ghét của bà cả. Vì dù sao, chia sẻ chồng là một việc khó. Nhưng lạ thay, chị ta lại tỏ ý nuông chiều. Em đang mang thai, mọi việc nhà cứ để chị lo, sau này làm còn chưa muộn. Trong chuyện san sẻ tình cảm cũng vậy, mỗi người ngầm hiểu với nhau. Hàng xóm không bao giờ nghe thấy họ nặng lời cãi vã, nên đều ngưỡng mộ họ đang sống hạnh phúc. Một buổi tối sau khi cơm nước xong, vợ chồng Tuấn bàn với Thảo xây nhà mới vì nhà cũ quá nhỏ. Cô vui vẻ đồng tình và sẽ góp kinh phí vì con trai cô sẽ là người thừa hưởng duy nhất, không đi đâu mà thiệt. Vậy là bao nhiêu vốn liếng dành dụm được cô đều đưa hết cho Tuấn vì tin tưởng hai người họ coi mình như người thân. Khi những bức tường đầu tiên nhô lên trong lòng cô tràn ngập bao nhiêu hy vọng. Nhưng trong lúc đi dạo quanh khu nhà mới, Thảo sẩy chân tụt xuống cái hố và sảy thai. Nỗi đau đến thật bất ngờ, vậy mà cô chỉ nhận được lời trách móc của vợ chồng Tuấn. Trong giấc mơ về con, cô thấy nó đang kêu cứu, mà người mẹ tội nghiệp, mắt đầm đìa nhìn con rời xa. Cô không hiểu cái hố chết tiệt đó từ đâu xuất hiện rất nhanh, vì chiều hôm trước cô đi loanh quanh cũng thấy chỗ ấy là một bụi cỏ dại. Những ngày sau đó Tuấn tránh né, để mặc bà cả ra tay nhắc khéo vở lẽ. Tự lo cho mình đi, con không giữ được, còn làm nổi cái gì mà đụng tay vào. Nấu cơm thì khê, rửa bát thì bẩn, nhà thì quét điêu. Cô định giết mòn vợ chồng tôi. Vậy là quyền chăm chồng do một tay chị cả kiêm hết. Từ nấu cơm, dọn nhà, tắm giặt, tâm tình.
khiến Thảo cảm thấy sự có mặt của mình là thừa thãi, là bơ vơ và lạc lõng. Trong nỗi đau mất con, cô mới hiểu họ chỉ cần đứa con trai chứ không yêu thương gì mình. Chị ta luôn nhiếc móc, hành hạ Thảo kín đáo trong nhà, không ai biết, để cô chán ghét mà bỏ đi. Nhưng bây giờ cô phải nhẫn nhịn cao độ, bởi trong tay không tiền, không con, gia đình từ bỏ, biết đi đâu về đâu. Cô mong đợi một phép màu thần kỳ để đập vào lời bóng gió của chị cả. Người gì mà như cá rô đực, tính ăn hại cái nhà này chắc. Cô ấm ức nên tâm trạng ngày càng bất ổn. Đôi khi cô không kìm chế được là gây sự với Tuấn. Khi đó anh ta như người đàn ông bất lực, bỏ mặc hai người phụ nữ tự chiến đấu trên võ đài anh ta xây nên. Chị ta càng tận tình, chu đáo, đảm đang, ăn nói nhẹ nhàng, khéo chiều chồng và nuôi con, thì càng biến Thảo thành kẻ ăn nhờ ở đậu. Cuối cùng, cái nhà to vật vã đã hoàn thành. Nhưng với Thảo, niềm vui và ý nghĩa của nó đã không còn. Cô không biết mình chọn phòng nào đây. Cứ sống thế này mãi được bao lâu? Vợ chồng Tuấn không hề đuổi cô ra khỏi nhà, nhưng sự ghẻ lạnh của họ khiến cô đủ hiểu mình không có chỗ đứng ở nơi này. Mặc dù ngôi nhà đã ngốn hết số tiền ki cóp bao nhiêu năm làm việc của cô tuyệt vọng vô cùng. Giá như cô đừng về đây, hai mẹ con cô sống với nhau thì có phải là tốt biết bao. Mọi chuyện đã lỡ rồi, cô đã tin lầm người để tránh mất con, làm hại bản thân. Cái đêm đầu tiên dọn lên nhà mới, Thảo thức trắng đêm, đi lang thang ngoài hành lang như một bóng ma, nhớ lại mọi chuyện. Tình cờ cô nghe được vợ chồng Tuấn tâm tình. Có thằng con trai thì cho nó ở đây, giờ mãi thì không có bầu. Ông tính thế nào chứ tôi chịu hết nổi rồi đấy. Tính thế nào thì tôi tùy bà, gã chồng hèn nhát bất lực nói. Tờ mờ sáng, người ta thấy bà vợ cả đóng cổng. Thảo đi như một người khách qua đường, không có một lời tử tế, tình cảm hay níu kéo. Nước mắt chảy dài trên đôi gò má xanh xao, bàn tay run rẩy xách túi quần áo. Thảo lê bước chậm chạp, mệt mỏi, cố qua nhanh con đường gồ ghề, đầy cỏ lau bụi bẩn. Phía trước sương mù dày đặc, không rõ ngày hay đêm. Nhưng Thảo tin mình đang bước ra chỗ sáng để làm lại từ đầu. Thưa quý vị, Thảo là một cô gái có sức sống mãnh liệt và khao khát có được hạnh phúc. Nhưng may mắn không đến với cô ấy, mà thay vào đó là đưa cô ấy vào tấn bi kịch đau lòng nhất của người phụ nữ làm lẽ. Quả thực, bất công trong hôn nhân, trong tình cảm, kẻ đắp chăn bông, kẻ lạnh lùng, thật là đáng sợ. Các bạn có cảm nhận gì về câu chuyện trên? Hãy để lại bình luận bên dưới để cho chúng tôi cùng được biết nhé. Còn bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình cũng đã hết rồi. Đừng quên like và subscribe kênh để Hồng Nhung được gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ này ngày mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.